Nhu cầu sở hữu bất động sản là mong muốn của rất nhiều người. Ngoài việc để an cư lạc nghiệp, thì đây cũng là lĩnh vực đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều đối tượng đã sử dụng các chiêu trò lừa đảo tinh vi để bán dự án trên giấy, khiến cho nhiều người mắc bẫy. Vẽ ra các dự án ma để lừa bán cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là chiêu trò không mới nhưng đang ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng chào mời khách hàng thường hạn chế hoặc chậm cung cấp thông tin pháp lý của dự án. Một số công ty bất động sản còn tạo uy tín với khách hàng bằng việc chuẩn bị những hình ảnh mô phỏng cụ thể, đưa ra hàng loạt những điều khoản bồi thường, thời gian giao nhà cụ thể, kèm lời hứa chắc chắn sẽ hình thành dự án, căn hộ trong tương lai gần, mang lại lợi nhuận khủng cho khách hàng. Tuy nhiên, khi hết thời hạn hợp đồng, người mua không được bàn giao căn hộ. Khi đi tìm hiểu thì mới biết mình bị lừa, dự án chỉ nằm trên giấy. Một số vụ việc với thủ đoạn tương tự như trên đã bị cơ quan chức năng khởi tố, như vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam mới bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố hồi tháng 8 vừa qua. Trong vụ án này, bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án để người dân tin tưởng nộp tiền hợp tác kinh doanh. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, Công ty Nhật Nam không được cấp phép dự án, không sở hữu bất động sản nào tại tỉnh Bình Thuận, Hòa Bình hay huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn thu khoảng 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 khách hàng. Hay hồi tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhà Vĩnh Hưng, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại vụ án này, dù dự án 409 Lĩnh Nam ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chưa hoàn tất các thủ tục, chưa được cấp phép theo quy định, nhưng Nguyễn Hoàng Long vẫn gian dối, tự vẽ ra dự án đã được phê duyệt với cam kết sẽ bàn giao nhà. Qua đó, Nguyễn Hoàng Long đã câu kết với một số đối tượng ký nhiều hợp đồng, chiếm đoạt của hơn 1.000 khách hàng với tổng số tiền hơn 461 tỷ đồng. Gần đây nhất, nhiều khách hàng cho biết họ đã gửi đơn tố cáo dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Cường Thịnh có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh đến nhiều cơ quan chức năng khi công ty này ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nhưng không bàn giao theo thỏa thuận hợp đồng. Theo báo Xây dựng đưa tin, hồi tháng 8 năm 2023, sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thu Trang ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị về việc Công ty Cường Thịnh ký hợp đồng mua bán căn hộ ở dự án khu nhà ở kết hợp khách sạn Nguyễn Thị Thập
tại hẻm 134 Nguyễn Thị Thập, khu phố 4, phường Bình Thuận cho bà với giá 930 triệu đồng, nhưng không bàn giao nhà. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận đã rà soát và xác định, tại địa chỉ trên không có dự án nào mang tên khu nhà ở kết hợp khách sạn Nguyễn Thị Thập. Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận cho biết, từ năm 2019, phường đã làm việc với đại diện công ty Cường Thịnh yêu cầu chấm dứt các hoạt động giao bán, kinh doanh căn hộ mini trong dự án khu nhà ở kết hợp khách sạn Nguyễn Thị Thập, gỡ các thông tin không đúng sự thật đã đăng tải trên mạng Internet vì trên địa bàn phường không có dự án này. Được biết, liên quan đến công ty Cường Thịnh, sau khi nhận được đơn tố giác của bà Đỗ Thị Minh Hường tố công ty Cường Thịnh trong vụ việc mua bán nhà đất, ngày 26 tháng 6 năm 2023, Công an quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của bà Hường đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh vì cơ quan này đang thụ lý vụ án liên quan đến công ty Cường Thịnh. Trước đó, theo nghiên cứu tìm hiểu của phóng viên, ngày 28 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có bản án số 840/2020 về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà dịch vụ giữa ông Trần Thanh Cường và công ty Cường Thịnh. Theo nội dung vụ án, năm 2020, ông Cường và công ty Cường Thịnh ký kết chuyển nhượng quyền sử dụng hai căn hộ nhà dịch vụ Lê Đình Cẩn. Ông Cường đã thực hiện theo đúng hợp đồng là thanh toán hơn 912 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty Cường Thịnh không đảm bảo tiến độ bàn giao nhà. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận 6, buộc công ty Cường Thịnh phải có trách nhiệm trả cho ông Trần Thanh Cường và bà Nguyễn Phương Thảo số tiền còn nợ theo thỏa thuận là gần 1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 180 triệu đồng là tiền phạt vi phạm nghĩa vụ. Được biết, công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Cường Thịnh hoạt động từ năm 2016, có địa chỉ tại số 61A Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, do ông Phan Hùng Cường làm tổng giám đốc, đại diện pháp luật. Cường ơi! Lại đây nói chuyện anh ơi! Rồi, và bây giờ nói chung nó đúng lại. Chúng giờ quý vị sao? Ai nói ngồi vào đúng không? Đúng! Chắc chắn tôi sẽ đả tiền ạ. 100%. Tôi đang say xong tôi đã. Chị bên lên chẳng không? Thân lý, chắc chắn tôi trả tiền 100%. Chị bên nào? Mày nói cái miệng thì ai mà tin? Thứ nhất, anh bên Bộ Tư Tòa đúng không? Đúng! Hai chị này có phương án giải quyết riêng. Qua lễ tôi sẽ chi 10% cho nơi Đình Cẩn và Gò Dầu. Tôi sẽ chi cho hai anh chị. Đây nè, bây giờ chị ngồi im nói. Còn Nguyễn Thị Thập và Bộ Tư Tòa dính tới nước tôi đang kiện. Nó đang thiếu tôi 5-6 tỷ, tôi đang kiện để lấy tiền về cho khách hàng. Còn khách hàng đã đi kiện tôi, anh đi kiện, chị đi kiện, thì kiện đợi ra tòa giải quyết. Còn Gò Dầu, nè, tôi cho anh coi tin luôn để tôi nói, tôi khẳng định cho anh luôn nè. Đúng rồi. Gò Dầu tôi sẽ trả và qua lễ tôi sẽ trả chị 10%. Bà lên cổng tôi sẽ trả bà 10%. Nhưng tôi yêu cầu bà xóa hết những đoạn vi clip. Để có thông tin khách quan, bằng nhiều cách, phóng viên đã liên hệ với ông Phan Hùng Cường, giám đốc công ty Cường Thịnh, nhưng không nhận được hồi âm. Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin TV, luật sư Nguyễn Văn Nhàn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Nhàn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh có lời khuyên: người dân không nên vội vàng, ham rẻ hoặc ham lãi lớn khi mua các dự án còn nằm trên giấy, mà phải kiểm tra, đọc kỹ tính xác thực, có điều kiện, điều khoản của dự án trước khi ký hợp đồng.
Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Nhàn, tùy theo hành vi và mức độ vi phạm, nếu hành vi cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Theo khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.